Trước diễn biến phức tạp của dịch, đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy vừa đến động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ trực chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân. Đồng chí Võ Hồng Hải đã hỏi thăm tình hình, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt, nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời yêu cầu các lực lượng đảm bảo trực 24/24 giờ, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào trên địa bàn. Bên cạnh đó, chú trọng phòng chống dịch cho bản thân khi làm nhiệm vụ tránh lây lan dịch bệnh. Sau khi phát hiện các ca bệnh trong cộng đồng, thị trấn Xuân An đã lập 13 chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cùng với đó, phối hợp với các lực lượng chức năng, thần tốc truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến các ca dương tính với SARS-CoV-2. Đồng thời tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho 1.049 người dân tại các tổ dân phố 2, 3, 4. Đến nay, tất cả đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.